nữ giáo sư người Việt nhận giải thưởng danh giá của Hoàng gia Anh. Giáo sư Nguyễn Thị Kim Thành đang công tác tại Đại học UCL Vương quốc Anh vừa được vinh danh là người chiến thắng giải thưởng của Hiệp hội Hóa học Hoàng gia Vương quốc Anh RSC về những nghiên cứu quan trọng về vật liệu nanoplasmonic cho các ứng dụng y sinh. Vật liệu nano đã thể hiện một số tiềm năng trong y sinh. Tính ứng dụng của chúng sẽ được nâng lên khi chúng có các đặc tính vật lý, kèm theo tính ổn định và sự tương thích trong môi trường sinh học. Nghiên cứu này của giáo sư Kim Thanh có thể mang lại những lợi ích trực tiếp trong kéo dài tuổi thọ của các bệnh nhân ung thư. Là giáo sư người Việt đầu tiên tại Đại học University College London UCL từ năm 2013, viện sĩ của 4 viện khoa học tại Vương quốc Anh với nhiều giải thưởng khoa học danh giá, giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh luôn trăn trở với mong muốn đưa các nhà khoa học trẻ Việt Nam hội nhập không những với các nhà khoa học trẻ thế giới mà còn với nền khoa học tiên tiến trên toàn cầu. Hãy like và subscribe kênh Nhân Lực Nhân Tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.